Chào tất cả các bạn, vậy là mùa hè đã chính thức đổ bộ tại miền Bắc. Cái nóng oi ả của mùa hè làm chúng ta rất khó chịu phải không nào? Hôm nay mình sẽ mang đến cho các một địa điểm check-in và tránh cái nắng nóng của mùa hè oi bức tại mảnh đất xứ Thanh nhé. Nào chúng ta cùng khám phá ngay thôi. Cách thành phố Thanh Hóa chừng 100 km, theo quốc lộ 217 ngược lên miền non cao, du khách sẽ gặp thác Muốn, còn gọi là thác mơ kỳ thú và thơ mộng. Thác Muốn nằm ở độ cao 500m so với mực nước biển. Khởi đầu từ trong các khe núi đá trên đỉnh núi Muốn có độ cao hơn 300m chảy vào lòng một thung lũng rộng vài hecta. Rồi từ đó đổ xuống sườn núi tạo thành nhiều tầng thác liên hoàn kế tiếp nhau như hình bậc thang. Trường qua 43 tầng thác lớn, nhỏ, cao, thấp khác nhau với chỉ toàn đá, nước và cây rừng trùng kín, dòng suối đổ ra sông Đại Lạn nhập vào dòng Mã Giang hùng vĩ. Điều đặc biệt thú vị khi du khách đến với thác Mơ là có thể trèo lên 43 tầng thác mà không cần phải bỏ dép. Bởi loại đá ở đây là đá cát giống như đá mài, mòn nhẵn nhưng không hề trơn, đổ ra biển rộng. Mường Khô và dòng thác Muốn có tự lâu đời và mãi còn nhắc nhớ trong mo đẻ đất đẻ nước. Đến với Điền Quang, Mường Khô. Xen lẫn những thác lớn nhỏ là hệ thống hang động rất đẹp tọa lạc xung quanh như hang Mộng, hang Bụt và hang Bến Bài. Trong hang có nhiều nhũ đá rủ xuống thành những hình thù kỳ diệu tựa như cây cột chống trời, đài sen, hình đôi nam nữ đang trao duyên trao tình, quả Phật thủ, mâm xôi, hình con ngựa, cá sấu, chim công. Muôn hình, muôn vẻ theo trí tưởng tượng của người đời đã thổi hồn cho từng thạch nhũ để những nhũ đá vô tri ấy bỗng nhiên trở nên hấp dẫn lạ kỳ và ánh lên sắc màu lung linh, huyền ảo. Đây quả là một điểm đến lý tưởng trong tour khám phá miền thượng du của Thanh Hóa. Du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Muốn, thả hồn mình bay bổng theo truyền thuyết về tình yêu của đôi trai tài gái sắc, mà còn được gặp gỡ, chuyện trò với người Mường nơi đây nhân hậu, rộng lòng mến khách, ở lại và sinh hoạt với người dân làng địa trong nếp nhà sàn truyền thống, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức rượu cần và văn hóa ẩm thực xứ Mường. Hãy cùng chiêm ngưỡng khung cảnh tại thác Muốn tại Bá Thước ngay nào!